Xin chào các bạn, Thảo quay trở lại với kênh Tốt Tiếp Đúng Tốt Chị Mừng. Hôm nay là ngày đặc biệt của chị mình nha. Ok, mình và các em của mình sẽ cùng nhau làm sinh nhật tổ chức cho mình nha. Ok, bây giờ để mình coi coi. Wow, đây là cái gì vậy? Nhìn rất là đẹp luôn nha, mình không biết là cái gì nữa. Đây là tô rô để trang trí nè, rất là lấp lánh luôn. Bông bông. Đây là bông bóng, nhìn rất là cute luôn nha các bạn. Cái này ghi chữ là gì? Yeah. Rồi bây giờ mình sẽ đây là số 8 mà rất thích cái này luôn, nó rất là đẹp luôn nha các bạn. Bây giờ mình sẽ mở này ra trước nha mấy bạn. Bây giờ mở ra đi. Đây mở cái này trước nha các bạn. Bên này nha, rất là little bunny thì rất là đẹp luôn. Rất thích nhìn chút quá coi là khi xì. Cái trong đó à yellow. Mình đã đi xả dây những chú ngựa dễ thương hồi nãy rồi. Ok, bây giờ là mình sẽ khu bong bóng và mình sẽ bơm lên nha các bạn. Em giỏi hỏi cái tim. Quá mở được rồi nha mấy bạn. Hai đứa đồ đợi chị xíu, rồi chị xíu mới đưa bỏ vào đây đi, bỏ vào đây. Nhưng bỏ vào đây trước, bỏ vào đây trước. Khoan, bên các bạn. Các bạn nhìn nè. Được rồi, đợi chị xíu. Mình cộng bóng bóng lên đây. Mình cộng bóng màu trắng nha. Em cộng cái màu xanh là của chị hai. Em gom bóng bóng lại màu này đi. Em gom bóng bóng lại đi. Dạ. Để qua đây nha các bạn. Mình sẽ bơm. You light me up inside like a 4th of July. Whenever you're around, I always seem to smile. And people ask me how, well you're the reason why. I'm dancing in the mirror. I stay alone, I tell myself I'm alright. Baby, you're just hard to see me. Turn the radio on this Friday night, and I won't be long. Got it in my hair, put the makeup on. It's Friday night, and I won't be long till I hit the dance floor. Hit the dance floor. I ain't got all I need. No, I ain't got cash. I ain't got cash, but I got you.
ở trên sân khấu gì đó. Rất đẹp luôn. Tuyệt vời. Tuyệt vời mặt trời luôn. Quá đẹp luôn. Quá đẹp mặt trời luôn. Nếu như các bạn thích video này hãy cho mình một like, một share và một subscribe để ủng hộ kênh mình nha. Ok, bây giờ còn đây là hóa trình làm tiếp của mình. Ok, quá trình làm của mình. Ok, các bạn ơi nhớ xem nha. Các bạn đừng có tô. Nếu như các bạn tua là nó sẽ không có hay đâu. Mình quay lật lá cho nên nó rất là nhanh. Các bạn khỏi cần tua. Vô vô. Chúng ta không cần. Không quay trở lại đi. Chúng ta sẽ chỗ kia mà. Nổi bật nữa nha. Có chú ong nữa nè. Rất đẹp luôn. Mình